Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái con bọ dưa gây hại trên cây dưa hấu và giải pháp phòng trừ nhé quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé quý vị. Thì cái con bọ dưa gây hại trên cây dưa hấu của chúng ta nó có cái tên khoa học là Aulacophora similis oliver. Và đây là cái loại côn trùng gây hại rất nhiều loại cây trồng nhưng chủ yếu là trên các cái cây thuộc họ bầu bí dưa, như là dưa hấu, dưa leo, bầu, bí đao, bí đỏ. Đôi khi bọ dưa cũng ăn trên cái cây bắp, lúa miếng và cả cái bông phấn của lúa. Và cái thành trùng thì nó hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là khi có nắng lên, cây trồng trong mùa nắng bị thiệt hại nhiều hơn là trong mùa mưa. Đây là hình ảnh về con bọ dưa không quý vị. Và cái ấu trùng sau khi nở thì nó ăn rễ cây và đục vào gốc làm cây bị giàn héo, chậm phát triển hoặc là chết đột ngột. Thì đối với con này, thứ nhất là nó lớn thì nó phát ăn trên lá, nhưng mà nó còn nhỏ là nó đục ngang gốc của cái cây dưa của chúng ta. Và cái đặc điểm về hình thái của cái con bọ dưa này thì thứ nhất là cái thành trùng nó có cánh màu vàng nâu, mắt đen, râu dài, rất linh động. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn thấy cụ thể ha. Và trứng thì nó rất nhỏ, được đẻ trong đất màu vàng xanh khi mới đẻ và màu vàng nâu khi sắp nở. Và cái ấu trùng mới nở có màu trắng sữa, sau thành màu vàng nâu, đầu màu nâu. Nhộng màu nâu nhạt ở dưới đất, được bao phủ bằng một kén tơ rất dày. Và về cái triệu chứng gây hại thì chúng ta thấy rằng là cái con trưởng thành nó hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là khi mà có nắng lên. Cái con trưởng thành thì nó cắt cái lớp biểu bì và cái phần mô diệp lục mặt trên của cái lá thành một cái đường dòng, và sau đó là cái phần bị cắt nó sẽ đứt và nó gờ lìa khỏi lá. Đây không quý vị. Và nếu mật độ cao nó có thể ăn trụi hết lá lẫn ngọn non và cây bị giàn héo, chậm phát triển và hoặc là nó chết đột ngột. Các cái vết ăn của cái con sâu non thì trên rễ nó gốc cây nó làm cái nơi xâm nhập của vi khuẩn cũng như là nấm, làm cho cái dây dưa bị chết. Về cái phương pháp phòng trừ cái con bọ dưa này, thứ nhất là chúng ta cần phải vệ sinh ruộng dưa sạch sẽ trước khi trồng, tiêu hủy tàn dư của vụ trước. Thứ hai là có thể dùng vợt hoặc là bắt bằng tay vào sáng sớm nếu mật số thấp. Thì đối với cái giải pháp này thì hầu như là chúng ta làm dưa trồng ít một vĩnh trên sân thì có thể làm được. Còn nếu như bà con chúng ta mà trồng từ một công tới vài hecta thì không thể nào sử dụng bằng cái phương pháp này. Mà chúng ta sẽ ưu tiên bằng cái phương pháp dùng thuốc sâu. Thì có thể là sử dụng những loại thuốc dạng rải để diệt tiến trôi côn trùng bên dưới lúc con ấu trùng. Hoặc là chúng ta phun thuốc hóa học vào sáng sớm hoặc là chiều mát để diệt thành trùng con bọ dưa bằng các loại thuốc sau. Chúng ta có thể sử dụng cái nhóm Vagigo, Insibio, Sulfaron, Voleamtago, Vitaco để chúng ta luân phiên mình phun trị cái con bọ dưa này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể phun xua đuổi và phun dị độc bằng cái nhóm Habamectin và Emamectin 1.8, 3.6 hay là những cái là loại thuốc nó có nhiều cái hoạt chất thuộc nhóm Emamectin và Habamectin này. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái giải pháp để phòng trừ cái con bọ dưa trên cây dưa hấu. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.